này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Hebi xin chào các bạn nha. Thì hồi hôm bữa Hebi có gọi nói các bạn đó, thì Hebi chơi trúng tiền đó, thì hôm nay Hebi sẽ chơi trúng tiền zombie nè. Hebi hóng các bạn ơi, thôi nên bây giờ Hebi sẽ đi vô, nhưng mà trước tiên Hebi sẽ cho các bạn xem cái đồ gọi là ghê gớm của cái khu này. Trời ơi, cái xe đồ mà nó rớt nát luôn. Thôi bây giờ Hebi sẽ đi vào nha. Có, Hebi sẽ đi vô chơi thôi nè. Trời ơi, Hebi đã vô rồi nè. Thì bây giờ cái chỗ này đang giới thiệu cho Hebi nè đó. Trời ơi, nhìn nó rất là rùng rợn nhưng mà nó rất là sáng luôn. Trời ơi, buổi tối mà nó sáng được vậy nha, chắc Hebi khoái. Hebi ghiền luôn nè. Ui, nãy Hebi có thấy cái bạn mà đi xuống lòng đất luôn. Oh my god, mày có thấy giống Hebi không? Thôi bây giờ Hebi sẽ bắt cua lên nha. Đó, cái bạn này nè Hebi. Mất gì Hebi bắt cua quanh đây. Hebi sẽ không có gọi là tăng tốc đâu. Tăng tốc một khoảng thời gian nữa. Ui, cũng đã đó các bạn ơi. Đó, nói chung là cái chỗ tăng tốc nè. Nếu như mà Hebi muốn tăng tốc thì Hebi sẽ... Ôi, tại sao? Ui là trời. Nè. Này thì ghê biến nè các bạn ơi. Trời, đang chơi gặp mấy nữa. Không sao hết. Hello mấy bạn nha. Hello mấy bạn, mình là Hebi đây. Các bạn ơi, các bạn đừng có chạy khỏi mình nha. Mình rất là buồn các bạn luôn. Ồ, không phải bạn này. Bạn khác, trời ơi. Buồn ghê chưa. Không phải cái chỗ này. Chỗ này không phải. Chắc chỗ này luôn. Ôi không phải chỗ này. Ui mà trời, Hebi không biết luôn. Cái đống này đúng không? Đây đúng không? À, không phải. Trời sao Hebi gà quá à. Hebi cũng không biết luôn. Hebi không biết ai là người ai. Ai là mấy bạn đang trốn nữa. Hebi thấy cái hình trái tim, nghĩ là có mấy bạn ở đây. Phải cái này không? Lại không phải nữa. Trời ơi, trời sao. Ui, đang chơi cái Hebi cứ quẹt trúng cái nút bấm hoài luôn. Trời, đang chơi gặp bạn yếu nữa. Chơi dở quá à. Mẹ dở quá các bạn ơi. Trời ơi, nhảy hai phát nè. Thật, cái này giống thả bơm quá các bạn ơi. Đó, nhảy hai phát đó. Đã chưa, rồi. Các bạn ơi, mạng đang chơi mạng đi yếu mạng mạnh nữa. Hebi biết tại sao rồi. Thì Hebi gặp nãy giờ không có một bạn nào luôn. Và nó còn tối nữa, các bạn thấy ghét chưa. Oh my god. Hebi mới đúng quấn được đúng một bạn thôi luôn á. Hebi chơi rất là gà luôn. Còn đúng 6 người xong xong. Trời, vậy mà Hebi không thấy luôn là trời. Gà quá. Thôi Hebi sẽ thử lại nha. Trời ơi, buồn quá các bạn ơi. Ok, Hebi đã qua miệng thay ma virus rồi nè. Đã chưa. Giờ lần này Hebi mong Hebi không phải là zombie. Là zombie rất là buồn. Hebi mà nhấn vô cái tăng tốc á là biết sao không các bạn. Là Hebi có nguy cơ làm zombie lắm á các bạn ơi. Trời ơi. Thôi bây giờ Hebi sẽ đấm bạn này. Trời ơi, chưa gì hết vô làm zombie liền. Vô làm zombie liền luôn. Đó, ui, cái bạn này hay thiệt chứ. Đấm toàn đấm đúng không. Hebi sẽ đứng ở đây, Hebi nhảy luôn. Ô, con zombie nhảy được luôn nè. Con zombie con mà nhảy được luôn, xịn. Y như con người luôn hài thiệt chứ. Mà thôi, Hebi sẽ đi chỗ khác. Không có ở đây. Ok, cuối cùng cũng có bạn bị bay rồi. Hebi chơi rất là dở. Hebi đâu có biết cái trò này thôi. Mới chơi ngửi được mùi con người rồi. Phải bên này không? Đó, không phải. Ơi trời ơi, là rốt cuộc ở đâu? Trời ơi, giỡn gì chứ. Hebi chơi giỡn. Bạn này làm cái gì vậy nè. Rồi, bây giờ Hebi sẽ đi tìm. Trời ơi, ghét cái nút quýnh này chứ. Hebi rất là ghét cái nút quýnh luôn. Không phải cái này. Rồi đi ra đây. Tại sao đây lại nghe chứ. Ok, cuối cùng cũng quýnh được một bạn. Hebi thấy cái thùng nó cứ quẹo quẹo ra quá. Còn đúng 3 người thôi. Các bạn thấy Hebi ghê chưa nè. Trời ơi, rất là đã luôn. Có người ngửi được luôn nè. Ây da, Hebi có bị yếu yếu.
Không sao hết. Rồi còn đúng một bạn, bạn đó sẽ đứng ở dưới luôn. Happy sẽ đứng nhất thôi. Đó, bạn đó đâu? Bạn đó đâu rồi? Trời ơi, bạn đó đâu luôn á các bạn, em đi cũng thấy luôn. Oh my god, bạn đó thì ra là ở chỗ này. Ôi trời ơi, tại sao? Tại sao vậy nè, trời ơi, tức thiệt chứ. Thôi em đi chơi lại đi. Ok, thì bây giờ Happy sẽ chơi cái vòng du thị nè. Oh my god, du thị đã bị thay ma tấn công nên gọi là du thị nó bị hư rồi, ok. Mong là đừng có làm gọi là zombie nữa, đừng có làm zombie. Trời ơi, năn nỉ luôn nha. Happy sẽ đi vòng vòng coi chỗ nào. Đứng cái bên mấy bạn này là rất là... Mà thôi Happy không có dám đứng cái bên. Biết sao không? Đa. Làm cái này đi. Ok. Ây da, sao mà làm cái thùng rác vậy nè. Trời ơi, tự nhiên Happy đi làm cái thùng rác. Rất là vô lý luôn, ngay cái chỗ này rất là vô lý. Trao đổi cái khung này nè. Cái gì vậy nè các bạn ơi, Happy muốn trao đổi thành cái rổ mà. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Cái xe đẩy, trao đổi cái xe đẩy nè. Ôi Happy bị cái gì vậy, ui là trời. Trời ơi, đừng có bắn Happy mà. Happy năn nỉ luôn. Trời ơi, tức thiệt chứ. Trời ơi, bạn nó còn chào Happy nữa chứ. Buồn quá nên bây giờ Happy phải đi tìm con người thôi. Đâu rồi? Happy biết. Ở đâu rồi, biết ở đâu rồi. Happy phải đứng nhất thôi. Trời ơi, lại gặp bạn yếu nữa cơ. Trời ơi, giờ ấm chưa. Rồi, Happy thấy cái chỗ nào rất là vô lý luôn. Đây, chỗ này. Tự nhiên có cái này ở đây rất là vô lý luôn á. Ở đây. À, không phải. Ở đây. No, không phải chỗ này. Nói chung là có mấy cái giỏ ở đây nè. Happy biến toàn cái gì vô lý không á. Cái này. Đấm. Úp, không phải. Oh no. Trời ơi, còn có mấy thời gian nữa. Happy nghĩ là ở đâu đây. Không phải, thùng rác cái bên. Không phải luôn rồi. Biết luôn. Không có ai mà biến ra được cái ghế á. Ôi rồi. Biết rồi. Đi. Á, ơi, tại sao cơ. Tại sao chứ. Cái này. Không phải cái này luôn. Cuối cùng làm sao. Đây. Rồi còn đúng một bạn nữa. Bạn, mấy bạn này cố lên. Trời ơi, còn đúng một người sống. Oh my gosh. Đúng một người sống sót. Lại là bạn đó bạn ơi. Trời, bạn đó chơi thắng hoài luôn. Thôi Happy không có chơi lại. Các bạn ơi, trời tất thiệt chứ các bạn ơi. Ui, Happy lăn lộn mà Happy không chơi nữa. Bùm, các bạn ơi, Happy đã qua gọi là một cái map virus nữa rồi. Virus hay ma. Mong là Happy né được cái con đó. Okay. Lại là cái bạn này. Happy chỉ muốn làm con người thôi các bạn ơi. Đứng ở đây chớm. Mong là đừng làm cái bình nha. 3, 2, 1. Ok. Cái chỗ này trốn nhìn nó rất là vô lý luôn. Đó, Happy trốn ở đây. Happy thấy nó rất là vô lý luôn các bạn ơi. Ok, Happy sẽ đổi. Trời ơi, cái này nhìn vô lý hơn nữa. Thôi đi xuống đây đỡ đi. Đó, ok. Rồi, xong đứng ở đây thôi. Bây giờ mình đứng đây mình đợi mấy cái bạn kia lại thôi. Ok. Happy muốn ngước lên mà ngước hoài không được, có gì mới tức các bạn. Muốn ngước lên nhìn mấy cái bạn kia coi đang làm gì. Ok. Nhưng mà không được. Oh my god. Mấy cái bạn zombie ơi, đừng có đi lên chỗ của Happy nha. Hên các bạn ơi, trời ơi, mấy cái bạn này la quá trời luôn. Mấy cái bạn zombie chưa có quýnh được bạn nào luôn hả? Ủa gì không lẽ bạn nói thua ta? Nhưng mà chưa chắc là thua đâu. Các bạn có thấy nhìn ở trên cái hình con người đúng có 7 bạn không? Chưa có gì, bạn nào cũng chưa có bay hết á. Mà thôi, cái này cũng được các bạn. Các bạn thấy cái này cũng xịn đó chứ. Cũng không ăn thua gì hết á. Bạn zombie nãy giờ làm gì mà đứng yên một chỗ hoài luôn. Happy không biết bạn đó làm gì luôn mà không sao. Nếu như vậy thì tụi mình sẽ thắng các bạn ơi. Trời ơi, xịn chưa. Còn có mấy giây nữa thôi, bạn nó chưa làm được gì luôn. Happy được đứng nhất rồi. Không phải Happy đứng nhất nhưng mà Happy vẫn
Hôm cái tên của Happy không có được dấu ít. Các bạn ơi, Happy thắng rồi, vui quá, Happy đã thành công. Rất là vui luôn. Và các bạn ơi, nếu như mà các bạn thích Happy chơi nữa thì hãy nhớ like và share cho Happy có động lực để chơi nha. Và bây giờ thì buổi sáng rồi, Happy không có chơi được và Happy bị ra ngoài rồi. Ui mà các bạn có thấy cái đặc điểm gì không? Đây là cái cây của con búp bê. Con mà cầu si qua gì đó, con gì trong nhà chơi con mật đó các bạn ơi, đã chưa? Và các bạn ơi, nếu như mà các bạn muốn Happy chơi mấy cái tựa map trong đây á, thì hãy nhớ like và share cho Happy có động lực để chơi mấy cái map trong đây nha. Giờ thì bye bye các bạn nha, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.